Ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Dũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu đang giữ hình sự đối tượng Phan Đình Thành 1993, ngụ thành phố Dũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 11, Công an phường 10, thành phố Dũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu nhận tin báo từ người dân có vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng ở đường Lưu Chí Hiếu, phường 10. Lúc này, đại quý Phạm Đức Dương là công an phường 10, cùng bảo vệ dân phố tức tốc có mặt ở hiện trường. Vừa có mặt, lực lượng phát hiện thành có hành vi gây rối trật tự công cộng nên yêu cầu chấm dứt hành vi. Tuy nhiên, nam thanh niên chính không chấp hành mà chửi bới, cầm kéo ném vào người đại quý Dương gây bị thương ở tay. Trước thái độ của đối tượng thành, lực lượng cùng người dân đã khống chế cùng tan giật đưa về trụ sở tại công an thanh niên chính thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định